Nam Thư vô tình để lộ hoàn cảnh khó khăn phải vay tiền Lê Dương Bảo Lâm làm hợp báo. Mày điên hả, 30 triệu tao còn chưa chắc có, đòi đến tận 300, Nam Thư nói. Mới đây tại chương trình Nói Đi Ngại Gì, ca sĩ Chun Phạm đã phải thực hiện một thử thách quen thuộc là gọi điện cho nghệ sĩ khác để troll người đó. Chun Phạm ban đầu từ chối nhưng vì yêu cầu nên đành rút máy ra gọi điện cho Nam Thư để hỏi vay tiền. Nam Thư không hề biết cuộc gọi này đã được sắp đặt và ghi hình. Sau vài phút nói chuyện dạo đầu, Chun Phạm đi thẳng vào vấn đề. Sắp tới em có việc, chị cho em vay ít tiền được không? Nam Thư ngạc nhiên hỏi, vay bao nhiêu thế má? Chun Phạm trình bày, các MV lần này em phải tốn đến 3 tỷ. Nam Thư nghe vậy liền thốt lên, chị đã nói em ngay từ đầu rồi, em làm MV phải tính, làm gì mà tốn quá trời. Mà giờ chị cho em mượn tiền là chị sẽ lấy lãi đấy, em vay bao nhiêu? Chun Phạm đáp, nếu lấy lãi thì em vay ngân hàng cho xong, em vay chị làm gì nữa, em cũng có mối quan hệ với ngân hàng mà. Nam Thư nghe vậy liền chuyển sang gạ gẫm Chun Phạm, em mượn ngân hàng lâu lắm, giờ em mượn chị chuyển khoản ngay cho em. Với lại chị không lấy lãi tiền mặt, chị lấy cái khác. Chun Phạm tỏ ý nghi ngờ, chị đừng nói chị lấy em nhé, chị biết chị là người như thế nào mà. Nam Thư chạnh lòng nói, ủa thế nào là thế nào, chị là người có học đàng hoàng, em sao vậy? Tiếp đó cô chuyển sang hỏi về chuyện tình cảm của Chun Phạm, vô tình tiết lộ một mối quan hệ đặc biệt, mà chị hỏi em gái em ổn không, dạo này hai đứa thế nào rồi? Thì em với Trúc Nhân đó, chị tưởng hai đứa quen nhau. Chun Phạm giật nảy mình vội nhắc Nam Thư. Rồi lảng sang chuyện khác, thì đó em muốn vay chị tầm 300 triệu thôi. Nam Thư choáng váng hét lên, mày điên hả, 30 triệu tao còn chưa chắc có, đòi đến tận 300. Chun Phạm thắc mắc, em thấy chị vừa làm phim lên tới 4 tỷ cơ mà. Nam Thư lúc này mới tiết lộ về hoàn cảnh khó khăn của mình. Em không biết à, Lê Dương Bảo Lâm cày ngày cày đêm, livestream các kiểu để cho chị vay tiền làm hợp báo kia kìa. Nó thấy chị tội nghiệp khóc nhiều quá nên mới giúp chị. Chun Phạm hỏi lái sang Lê Dương Bảo Lâm, vậy chị hỏi anh ấy xem có tiền không cho em vay với. Nam Thư hỏi lại, sao mày không hỏi vay Quang Trung ấy? Chun Phạm thấy Nam Thư không cho mình vay tiền, liền chấp dứt cuộc gọi bằng cách thú nhận. Quang Trung nó có bao nhiêu tiền đập hết vào đồ hiệu rồi. Thôi không dông dài nữa, cái này là em gọi trên chương trình Nói Đi Ngại Gì thôi. Lúc này Nam Thư mới ớn người vì những lời nói của mình đã bị ghi lại.